Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản bị giới chuyên gia làm khó. Lâu nay đã có rất nhiều ý kiến phản ánh về năng lực lập pháp của Quốc hội Việt Nam tồn tại nhiều bất cập khiến cho chất lượng làm luật rất thấp. Nguyên nhân thì có nhiều, ví như sâu xa thì có việc tổ chức bầu cử ứng cử chỉ là hình thức chưa hoàn toàn tự do dân chủ để cử tri được tự do lựa chọn người xứng đáng với năng lực mà nhân dân giao phó. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân của Việt Nam đã nói như sau trong buổi họp. Phó Thủ tướng cũng phải tranh thủ ngủ một chút sau khi nghe Phó Thủ tướng Võ Đức Đam báo cáo về công tác phòng chống dịch cúm Vũ Hán tại phiên họp vào sáng ngày 23 tháng 3 năm 2020. Hoặc tình trạng đại biểu kiêm nhiệm chiếm tới 65%, trong số đó đa số là cán bộ hành pháp lại kiêm nhiệm đại biểu lập pháp. Thời gian họp mỗi năm chỉ khoảng 2 tháng tập trung là quá ngắn và làm giảm vai trò sức sống của cơ quan lập pháp trong đời sống của quốc gia với gần 100 triệu dân này. Cùng với đó là tình trạng hành chính hóa hoạt động của Quốc hội thông qua các đoàn đại biểu mỗi tỉnh và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, khiến đại biểu bị phụ thuộc vào mất đi tính tự chủ và ý chí tự chủ động của người vốn được cử tri bầu ra. Còn một nguyên nhân quan trọng góp phần khiến cho năng lực lập pháp của Quốc hội còn thấp, đó là năng lực của các bộ phận giúp việc, của bộ phận chuyên viên văn phòng, gọi chung là năng lực lập pháp, tạo ra các sản phẩm cuối cùng là văn bản pháp luật. Nhiều ban ngành đang kêu ca về tình trạng chồng chéo các quy định pháp luật. Nội dung các văn bản pháp luật có những điểm không ăn khớp và thống nhất với nhau. Tại cuộc họp chính phủ hồi đầu tháng 8 năm 2018 trước đây về chuyên đề xây dựng pháp luật, các phó thủ tướng như Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và nhiều vị tư lệnh khác của các ngành giao thông, vận tải, tài nguyên và môi trường, công thương, y tế và đại diện các ủy ban quốc hội đều nhìn nhận tình trạng chồng chéo, xung đột pháp luật là vấn đề lớn cản trở sự phát triển hiện nay của cả đất nước. Đây là hình ảnh 15 thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gồm toàn các giáo sư và tiến sĩ. Cho rằng thực tế có tình trạng các luật mâu thuẫn, không biết áp dụng theo luật nào, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị khi có sự xung đột giữa các luật thì trách nhiệm của Chính phủ là trình Quốc hội có nghị quyết xác định chọn luật để áp dụng. Năm 2018, lúc đó Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 16 thành viên đã trình một báo cáo đề nghị sửa đổi 9 luật. Đó là các luật gồm luật đầu tư, luật nhà ở, luật bảo vệ môi trường, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai, luật xây dựng, luật đấu thầu, luật dân sự, luật quản lý và sử dụng vốn ở nhà nước và đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Khi giả soát 9 văn bản luật này có kết quả như sau. Có 6 vướng mắc do chồng chéo giữa các quy định. 16 vướng mắc do những mâu thuẫn hoặc không tương thích giữa các quy định. 8 vướng mắc do quy định không rõ ràng, thiếu cụ thể. Và 7 vướng mắc do quy định bất hợp lý. Và vào tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm tổ trưởng, có sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan để rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất hợp lý, không phụ thuộc và không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển của Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, người đã có nhiều phát biểu thẳng thắn được dư luận đánh giá cao. Trước đó tại các kỳ họp Quốc hội, tình trạng chồng chéo các quy định luật cũng đã nhiều lần được đề cập và tìm cách khắc phục, xử lý. Vấn đề này được xem ra ngày một phức tạp và chiếm một thời lượng nghị sự lớn của cả Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành. Việc sửa chữa các lỗi chồng chéo này có lẽ phải là công việc của các chuyên viên pháp lý và bộ phận giúp việc trong soạn thảo kỹ thuật văn bản. Trong hoạt động lập pháp, cần tách bạch giữa các nội dung lớn cần thảo luận và biểu quyết với các vấn đề về kỹ thuật câu chữ chuyên môn. Các nhà làm luật không nên để bị gây khó bởi những vấn đề kỹ thuật mà họ vốn không thạo. Khi đại biểu có ý sửa đổi thì cơ quan tiếp thu không đề nghị đại biểu viết lại cả điều luật theo ý muốn, vì như thế là tạo áp lực gây khó cho đại biểu bằng kỹ thuật lập pháp mà họ không hề biết. Đối với việc xử lý và chồng chéo pháp luật như hiện nay tại Việt Nam,
lãnh đạo chính trị đã quá sa đà vào công việc của các chuyên gia và chuyên viên pháp lý. Đây cũng là cái dở của lãnh đạo, kỹ trị, những người đã đi từ thấp lên cao trong bộ máy hành chính, bị lối nhận thức cũ, trói buộc khi đã ở cương vị khác. Đây là hình ảnh kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 14 Việt Nam. Quốc hội cần phải thiết lập một cơ quan rõ ràng và khoa học một cách quy trình làm ra luật và phân công bộ phận chuyên trách thực hiện. Trong khi đó, công việc của lãnh đạo chính trị là xác định các nội dung vấn đề lớn mà đại biểu Quốc hội và đại diện của các nhóm thành phần dân chúng cần tranh luận và biểu quyết. Khi đã có kết quả rồi thì giao cho bộ phận chuyên gia pháp lý, kỹ thuật, văn bản soạn thảo thành từng câu, từng chữ, điều luật cụ thể. Tình trạng quy định chồng chéo hiện nay cho thấy bộ phận văn phòng giúp việc cả cơ quan trình dự án luật lẫn cơ quan thẩm định thông qua đều đã không làm tốt không nghiên cứu, kỹ thuật và lập pháp. Điều này cho thấy sự đầu tư hoặc năng lực của bộ phận này chưa cao. Nay đứng trước tình trạng như vậy, cần đánh giá lại bộ máy giúp việc, chuyên viên pháp lý hiện nay tại Quốc hội Việt Nam. Và cũng cần đánh giá xem xét đội ngũ này đã làm việc tốt hay chưa, có lười nhác và cầu thả hoặc do lương thấp và chi phí đẩy thọ cho soạn thảo văn bản luật quá ít ỏi nên họ đã thiếu chuyên tâm. Đây là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh các đại biểu Quốc hội của Việt Nam bấm nút thông qua dự án luật. Môi trường lập pháp hiện nay của Việt Nam là rất đáng lo ngại. Có nhiều người đủ năng lực, trình độ và tâm huyết nhưng lại không thể được bầu trở thành đại biểu của Quốc hội. Họ đành phải bộc lộ năng lực của mình qua các phương tiện truyền thông và báo chí như chúng ta vẫn thấy. Họ đã trở thành những tri thức dân sự, bàn luận các vấn đề về xã hội, nói lên ý chí và nguyện vọng của các nhóm dân chúng khác nhau, là người khai mở và giúp đỡ người dân cũng như các ban, ngành, nhà nước về các vụ sự bằng tri thức của mình. Trong khi đó, đáng tiếc, nhiều vị đại biểu Quốc hội thiếu kiên quyết và tâm huyết, chẳng thiết tha gì với cương vị, chẳng mấy có tiếng nói trước các vấn đề nóng bỏng của xã hội và thường họ hay ngồi im. Chỉ có một số ít đại biểu là mạnh dạn, gai góc, bàn luận nhiều vấn đề thời sự của đất nước. Biện pháp rốt ráo nhất chỉ có cách áp dụng bầu cử và ứng cử tự do, cử tri lựa chọn người đại biểu lập pháp của mình như các nước phương Tây hiện nay. Ít ra, Quốc hội cũng phải dành một số ghế nhất định cho những ứng viên độc lập là người có năng lực thực sự ngoài xã hội tham gia vào công việc lập pháp. Và Quốc hội làm luật hay chỉ là cơ quan thông qua luật đang là vấn đề có nhiều ý kiến tranh luận hiện nay trên mạng xã hội cũng như truyền thông. Đây là hình ảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam. Lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội Việt Nam. Chức năng này đã được thể hiện xuyên suốt trong bản hiến pháp từ những năm 1946, 1959, 1980, 1982 và hiến pháp vào năm 2013 gần đây nhất. Ngoài hiến pháp vào năm 1946 quy định nguyên tắc chung như sau. Nghị viện Nhân dân đặt ra các pháp luật, thì cả bốn bản hiến pháp vào năm 1959, 1980, 1992 và 2013 đều khẳng định Quốc hội là cơ quan lập hiến và lập pháp. Tuy nhiên, trong thực tế, Quốc hội chỉ là cơ quan thông qua luật vì hầu hết các dự án luật đều do Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao soạn thảo và đưa trình. Đây là những cơ quan hành pháp chứ không phải là những nhà lập pháp chuyên nghiệp như mô hình các nước dân chủ tiến bộ trên thế giới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam hiện nay chỉ lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật và quyết định việc lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật mà thôi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi cũng như để lại những bình luận ở trong video và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn trong thời gian tới đây. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Và những ghi nhận của các bạn ở những bình luận thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu và tiếp tục cung cấp những thông tin như yêu cầu đáp ứng nguyện vọng của các bạn khắp nơi trên thế giới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau.